Xin chào thầy Dương. Hôm nay chú sẽ hướng dẫn thầy Dương tập môn kickboxing, hay có một cái tên gọi khác nữa là môn tẩm heo. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chuẩn bị tư thế như thế này: hai chân đứng chuồng vào nhau, hai tay để thẳng phía trước, ngón tay giữ thẳng, từ từ nắm bàn tay vào như thế này. Rồi. Đó. Con thấy chưa? Sẽ nắm tay như này nhá. Rồi đẩy. Đẩy sát vào đùi. Tiếp theo, chúng ta chích bàn chân phải sang một góc 90 độ và bàn chân trái vẫn giữ nguyên. Sau đó lùi bàn chân phải về. Sau đó xoay tiếp bàn chân phải như này để cho bàn chân trái và bàn chân phải song song với nhau. Sau đó con lùi bàn chân phải xuống khoảng 20 đến 30 cm. Đó. Sau đó con giơ tay trái lên trước bên gò má bên trái như thế này, cách gò má khoảng 10 cm, và giơ tay phải lên phía dưới cằm của chúng ta, áp sát vào cằm nhá, như thế này. Đó, hai chân thì có vẻ hơi trùng một chút xuống. Đấy, đây là tư thế chuẩn bị. Đó, tiếp theo là cách đấm như thế nào thì con sẽ vào tư thế chuẩn bị như thế này. Xoay này. Rồi trùng xuống như này là tư thế chuẩn bị. Tiếp theo đấm này, đầu tiên là cú đấm trái, đấm trái đấm thẳng ra và chân hơi xoay một chút về phía đằng sau hông. Đó, một này, một, tiếp này, hai, được rồi. Còn đấm tay thẳng như thế nào, nhìn kỹ nhá. Một, đó, đấm thẳng tay ra, vai sát vào cằm như thế này và chân hơi trùng một chút, xoay chân về bên phía bên thuận. Đó, một, hai, rồi. Chúng sẽ biểu diễn cho con xem một chút. Đầu tiên là tư thế chuẩn bị. Và đây là đít. Nếu con không có đít thì con có thể dùng cô heo làm đít nhá. Đấm trái này, một, hai. Đấm phải này, một, hai. Tiếp theo là đá. Đá này con sẽ kiểu như thế này: một chân trước, chân sau, tay vẫn về vị trí sẵn sàng chiến đấu. Ok, đứng phải này. Đó, chưa? Xoay dưới phải ra. Xoay này. Đấy. Đá cao lên nhá. Này. Dưới phải này. Đấy. Tiếp theo là đòn cùi chỏ, đòn lên tối. Tư thế chuẩn bị là hốc, 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 hốc. Hôm nay chú khá là mệt rồi, thế nên là sẽ hướng dẫn rất là ngắn gọn và dễ hiểu thôi. Và con có thể tập với chú Phượng nhé. Chúc một ngày vui vẻ.